everyone, welcome to the GCSE preparation. Today we move to the mark test number 17. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Anh. Chúng ta đang luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh. Hôm nay chúng ta cùng giải đề số 17 các bạn nhé. Let's go. Question number 1. Heads of the generator is very famous. Nhìn vào bốn phương án thì đây là kiến thức gì các bạn? Word form, từ loại đúng chưa? A. Invent là động từ, phát minh, sáng chế. B. Inventive, tính từ, có tài sáng chế, tài đầy sáng tạo. C. Invention, danh từ, sự phát minh, sự sáng chế. D. Inventor, danh từ, người phát minh, người sáng tạo. Chúng ta nhìn lên đề, đằng trước chỗ trống là his là một tính từ sở hữu. Vậy sau tính từ sở hữu thì chúng ta sẽ cộng với danh từ. Và danh từ nào đó các bạn? Sự phát minh hay là người phát minh? À, sự phát minh đúng không? Sự phát minh về máy phát điện của ông ấy rất nổi tiếng. Ta chọn phương án C. Ok ha. Question number 2. They rarely let her stay out late. Họ hiếm khi để cho cô ta đi chơi về muộn. Ok. Đây là kiến thức về câu hỏi đuôi. Vậy thì lưu ý dùm cô. Câu hỏi đuôi luôn hỏi cho động từ và chủ ngữ ở mệnh đề chính. Trong cái trường hợp này, chủ ngữ của mệnh đề chính là they. Nên hai đáp án C và D ta sẽ loại. Tiếp theo, câu khẳng định thì có câu hỏi đuôi dạng phủ định. Còn câu phủ định sẽ có câu hỏi đuôi dạng khẳng định. Tuy nhiên trong đề bài ta có rarely, đó là trạng từ phủ định, nên nó đang ở phủ định, được chưa? Vậy thì câu hỏi đuôi sẽ là khẳng định, được chưa? Vậy thì ta chọn phương án nào các bạn? Đúng rồi, phương án A. They rarely let her stay out late, do they? Họ không cho cô ấy ra ngoài quá muộn đâu, có phải không? Ok. Question number 3. The commission estimated that at least 7 companies took of the program. Ở đây là kiến thức về thành ngữ. Ok. Theo nghĩa thì ta có là gì? Ủy ban này ước tính có ít nhất 7 công ty đã lợi dụng chương trình này. Được chưa? Vậy ta có cái cụm lợi dụng là cái gì các bạn? Đằng trước ta có động từ rồi. Đó là động từ took. Và đằng sau ta có giới từ of. Ta sẽ đi với danh từ nào? A. Advantage, lợi thế. B. Use, công dụng. C. Benefits, lợi ích. Và D. Dominance, sự thống trị. À, ta có cái thành ngữ là take advantage of something or somebody, tức là tận dụng hoặc là lợi dụng ai hay cái gì. Còn nếu mà use thì sẽ đi với động từ make ha. Make use of cũng là lợi dụng ha, chiếm ưu thế, làm cái gì đó. The commission estimated that at least 7 companies took advantage of the program. Question number 4. Both husband and wife should be responsible doing the household chores. Ở đây là kiến thức về giới từ, đúng không? Nhưng trước chỗ trống ta có động từ to be, tính từ là responsible. Và ta sẽ đi với giới từ nào các bạn? À, for doing something, huh? Should be responsible for doing something, chịu trách nhiệm về cái gì hay làm gì. Both husband and wife should be responsible for doing the household chores. Cả hai vợ chồng đều nên có trách nhiệm làm việc nhà. Question number 5. Mary was clearly nervous. She was sitting right on the of his chair. Outside là bên ngoài, edge là mép, rear, c tip là đầu và d border là biên giới. Vậy câu này chúng ta dịch như thế nào? Mary rõ ràng là đang lo lắng. Cô ấy đang ngồi ở mép ghế, đúng không? Vậy thì ta chọn phương án B. Okay, huh? The edge of the chair. Mary was clearly nervous.
She was sitting right on the edge of the chair. Question number 6. I will stand here and wait for you. You come back. Đây là kiến thức về liên từ, đúng không? Because là bởi vì. Though là mặc dù. So là vì thế. Và until là cho đến khi. Tôi sẽ đứng ở đây và đợi bạn cho đến khi bạn quay lại. Vậy ta chọn phương án D. I will stand here and wait for you until you come back. Question number 7. She bought a lunch box that she could carry lunch to work. Đây là kiến thức về trật tự của tính từ đằng trước danh từ, đúng không các bạn? Vậy ta sẽ theo câu tuần chú là gì? Of succumb, ok? Vậy ta có new, tức là mới, ha, quan điểm. Thường là quan điểm sẽ đứng đầu tiên. Vậy thì ta loại hai phương án B và D. Tiếp theo red là màu sắc, color, đúng chưa? Và plastic là nhựa, tức là chất liệu. Vậy color đứng trước hay đứng sau chất liệu các bạn? À đúng rồi, color sẽ đứng trước material. Vậy ta chọn phương án A, new red plastic. She bought a new red plastic lunchbox that she could carry lunch to work. Cô ấy đã mua một hộp cơm bằng nhựa màu đỏ mới để có thể đồ ăn trưa để đi làm. Question number 8. The government hopes to explain to introducing cable TV. Đây là kiến thức về phrasal verb cộng động từ, đúng chưa? A. Turn out, hóa ra. B. Carry out, tiếp. Carry out, tiến hành. C. Carry on, thì sẽ bằng với keep on, mang nghĩa là tiếp tục. Mang nghĩa là tiếp tục. Chính phủ hy vọng thực hiện được kế hoạch áp dụng cáp quang TV. Vậy ta chọn phương án B. The government hopes to carry out its plans for introducing cable TV. Question number 9. When she came home from school yesterday, her mother in the kitchen. Ở đây là kiến thức về thì trong tiếng Anh, đúng không? Và chúng ta sẽ liên kết thì như thế nào? Ở trên câu đề, ta dùng when với lại came, đó là quá khứ, đúng không? Khi ta dùng thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một cái hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào, đúng không? Vậy ta sẽ chọn phương án B. When she came home from school yesterday, her mother was cooking in the kitchen. Hôm qua khi cô ấy đi học về, mẹ cô ấy đang nấu ăn trong bếp. Question number 10. He went straight home. Ở đây cũng là kiến thức về thì, đúng chưa? Sự kết hợp thì. Vậy thì ta có chữ went đang chia thì quá khứ, hả? Thì chúng ta sẽ kết hợp với các thì quá khứ. Quá khứ thì ta chỉ có mỗi phương án C à, được chưa? Vậy ta chọn luôn phương án C, đó là thì quá khứ hoàn thành. Và nó có cấu trúc là gì? After. So after là quá khứ hoàn thành, mệnh đề còn lại là quá khứ đơn, hợp lý các bạn ha. After he had finished his work, he went straight home. Sau khi anh ấy hoàn thành xong công việc, anh ấy đi thẳng về nhà. Question number 11. The jury heard compliments on her excellent knowledge of the subject. Ở đây thì đây là kiến thức về collocation, sự kết hợp từ. Ok, vậy thì chúng ta xem xét nè. Nghĩa của câu này là bồi thẩm đoàn khen ngợi cô ấy về cái kiến thức tuyệt vời của cô ta về chủ đề này. Ok, vậy khen, chúng ta đi cái động từ nào kết hợp với chữ compliment phía sau các bạn? À đúng rồi, động từ pay. Ở đây chia thành quá khứ ha, pat. Pay compliment on something or somebody, tức là khen ai đó. The jury paid her compliments on her excellent knowledge of the subject. Question number 12. I took the children to the park last weekend. They really enjoy going on the rides. Ở đây là kiến thức gì các bạn? Mà từ vựng, đúng chưa? Ta có wildlife, tức là hoang dã.
thế giới hoang dã. B. Amusement, sự giải trí. National, thuộc về quốc gia. Và entertainment, sự giải trí. Ta có cụm danh từ đó là khu vui chơi giải trí là amusement park. Okay, amusement park. I took the children to the amusement park last weekend. They really enjoy going on the rides. Tôi dẫn bọn trẻ đến khu vui chơi giải trí cuối tuần trước. Chúng thật sự thích cả chuyến đi. Question number 13. This villa in 1975 by my grandfather. Vậy nhìn vào bốn phương án thì đây là kiến thức gì các bạn? Nhìn trên đề thì bạn thấy đây là kiến thức gì? By kìa, bị động. Và năm 1975 là quá khứ, bị động của quá khứ. Đáp án B. Okay. This villa was built in 1975 by my grandfather. Căn biệt thự này được xây vào năm 1975 bởi ông của tôi. Question number 14. This movie last week, I don't want to see it again. Đây là kiến thức gì các bạn? Rút gọn mệnh đề đồng ngữ. Tức là chủ ngữ của mệnh đề trước cũng chính là chủ ngữ của mệnh đề sau. Đó là I. I see this movie, tức là tôi xem phim. Vậy thì xem phim là chủ động hay bị động các bạn? Chủ động, được chưa? Vậy thì ta loại kiến thức nào bị động đi? Ta loại phương án B, ta loại phương án C, ok? Còn lại phương án A và D. Và bạn xem xét trên đề ta có hai mốc thời gian. Vế trước ta có chữ last week, đó là quá khứ. Đằng sau ta dùng don't want, đó là đang ở thì hiện tại. Thì cái hành động xảy ra trước là tôi đã xem phim này rồi, xem phim vào tuần trước rồi. Giờ tôi không có muốn xem nó lại, ok? Vậy chúng ta có cái hành động trước sau, cho nên vế trước ta sẽ chia hoàn thành. Đó là having seen. Having seen this movie last week, I don't want to see it again. Đã xem phim này tuần trước, tôi không muốn xem nó lại nữa. Ok hả? Huh? Question number 15. The richer you are. Đây là kiến thức gì các bạn? Đúng rồi, câu so sánh. So sánh kép đúng không? Ta có mạo từ the này. Sau đó đến chữ richer là đang ở cấu trúc của so sánh hơn, của tính từ rich. You là chủ ngữ, are là động từ. Vậy tương tự chúng ta cần thêm một cái vế có mạo từ the nữa. Vậy thì ta loại hai phương án A và B trước. Tiếp theo, ta thấy động từ là become. Become thì sẽ đi với tính từ, được chưa? Vậy thì ta sẽ chọn C hay D? Chọn phương án C. Worried là tính từ ha. Còn worry ở phương án D là động từ. The richer you are, the more worried you may become. Bạn càng giàu có thì bạn càng trở nên lo lắng. Ok ha. Question 16. How fashionable a pair of trainers you have? Đây là kiến thức gì các bạn? Câu giao tiếp, đúng chưa? Vậy thì bạn này đang khen bạn có đôi giày thể thao thật là thời trang, đúng không? Vậy chúng ta đáp lại lời cảm ơn. Xem câu nào hợp lý nè. A. Do you want to know where I bought them? Bạn có muốn biết tôi mua chúng ở đâu không? Người ta đâu có hỏi đâu, đúng không? B. Thanks for your compliment. Cảm ơn vì lời khen của bạn. Đúng rồi. Câu này đúng nè. C thì sao? I know it's fashionable. Tôi biết nó hợp thời trang. Hơi chảnh ha. D. Yes, of course. Đúng rồi. Tất nhiên là vậy. Càng chảnh hơn nữa. Ok. Vậy ta chọn phương án B. Thanks for your compliment. Khi được khen thì chúng ta phải nói cảm ơn. Ok các bạn ha. Question number 17. What can I do for you? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Vậy thì đây là một cái lời yêu cầu đúng không? Chúng ta sẽ chọn phương án nào đây? A. No need to help. Không cần giúp. Hơi bất lịch sự ha. B. Thank you. Cảm ơn. Không hợp lý. C. Thanks. I'm just looking. Cảm ơn. Tôi chỉ đang xem thôi. Câu này có vẻ được nè. Và D.
Sorry for not buying anything. Xin lỗi vì đã không mua thứ gì. Câu này nó không hợp lý ha. Vậy thì ta chọn phương án C. What can I do for you? Thanks, I'm just looking. Tình huống này giống như khi bạn đi vào một cửa hàng, đúng không? Thì nhân viên bán hàng mới nói là What can I do for you? Thì nếu mà bạn cần cái sự giúp đỡ của người ta, ví dụ bạn muốn mua cái gì đó thì bạn nói người ta luôn. Còn nếu mà bạn còn đang chần chừ hoặc là bạn chỉ muốn xem qua trước á, thì bạn có thể nói Thanks, I'm just looking. Cảm ơn, tôi chỉ xem qua thôi. Tức là để bạn tự mình bạn đi xem món hàng nào đó. Ok hả? Let's move to the word stress. Chúng ta chuyển sang dấu nhấn âm. Question 18. A. Admit âm thứ 2. B. Suggest âm thứ 2. C. Remind âm thứ 2. Vì hiển nhiên đáp án sẽ là phương án D. Và phương án D là âm thứ mấy các bạn? Manage âm thứ nhất. Thì chọn phương án D âm thứ nhất, ba câu còn lại âm thứ 2. Question number 19. Approval. Approval âm thứ 2. B. Applicant. Applicant âm thứ nhất. C. Energy. Energy âm thứ nhất. Vậy đáp án của mình sẽ là phương án A, đúng không? Hiển nhiên câu D cũng là âm thứ nhất luôn các bạn ha. Influence. Vậy ta chọn phương án A âm thứ 2 và câu còn lại âm thứ nhất. Let's move to the pronunciation. Chúng ta chuyển sang phần phát âm. Question 20. Câu hỏi số 20 thì đây là các từ mà tận cùng là âm ED đúng không? Rồi. Các bạn có nhìn ra câu nào phát âm khác với các từ còn lại không? À, chúng ta xem xét nha. A. Watched. Watched. Đây là âm T. Cleaned. Cleaned. Đây là âm D. Stopped. Stopped. Đây là âm T. Và hiển nhiên câu D cũng là âm T. Picked. Picked. Ok. Vậy ta chọn phương án B âm D và câu còn lại là âm T. Bạn còn nhớ những cái trường hợp nào nó là âm T không? À, chúng ta có câu gì? Chính phủ phát sách không xe, đúng chưa? À, ok. Question 21. Phát âm các nguyên âm R đúng không? A. Hold. 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 Âm O. B. Home. Home cũng là âm O. C. Come. Come là âm Ơ. Và D. Hold. Hold. Âm O. Vậy ta chọn phương án C là âm Ơ. Ba câu còn lại là âm O các bạn ha. Now let's move to closest in meaning, từ đồng nghĩa. Question 22. I will not stand for your bad attitude any longer. Stand for là phrasal verb, đúng không? Mang nghĩa là gì các bạn? Chịu đựng. I, A, like, thích. B, sit là ngồi. D, tolerant, chịu đựng. Và D, care, quan tâm. Vậy thì chọn phương án nào đây? À, phương án C đồng nghĩa với stand for. Tôi sẽ không chịu đựng thái độ xấu của bạn được nữa. Question 23. The repeated commercials on TV distract many viewers from watching their favorite films. Những quảng cáo lặp đi lặp lại trên TV sẽ làm cho người ta bị sao nhãn khỏi việc xem các bộ phim yêu thích của họ. Ok. Vậy ta sẽ chọn phương án nào? Advertisements, tức là mẫu quảng cáo. B. Contest, đó là kỳ thi. C. Business, đó là kinh doanh. Và D. Economics, đó là kinh tế. À, vậy ta chọn phương án A các bạn ha. Commercial đồng nghĩa với advertisement, những mẫu quảng cáo. Let's move to opposite in meaning, tức là kiến thức về trái nghĩa. 24. In some countries, so few students are accepted by the university that admission is almost a guarantee of a good job upon graduation. A. Promise là lời hứa. B. Uncertainty, tính không chắc chắn.
C. Assurance, tức là lời cam kết, là hứa hẹn. Và D. Pledge, tức là lời cam kết, lời nguyện. Ok, câu này mang nghĩa là gì? Ở một số quốc gia, rất ít sinh viên được các trường đại học chấp nhận, mà việc nhập học gần như là một sự đảm bảo cho một công việc tốt khi tốt nghiệp. Đó là những cái trường danh tiếng đó ha. Nghe tới cái trường đó là người ta thấy là khả năng có công việc cao ha. Vậy thì a guarantee tức là lời cam kết ha, đảm bảo. Trái ngược nghĩa với nó là không cam kết, không chắc chắn gì cả. Ta chọn phương án B. Ok, uncertainty. Question 25. The burglar stepped into the house without making any noise. That's why no one heard anything. Đây cũng là trái nghĩa, nhưng mà đây là kiến thức và thành ngữ. Without making any noise, tức là không hề tạo ra chút tiếng ồn nào, đúng không? Tên trộm lẻn vào nhà mà không hề tạo ra chút tiếng ồn nào. Đó là lý do không ai nghe thấy gì. A. Inaudibly, một cách vô thanh. B. Boisterously, một cách ầm ĩ, náo nhiệt, tràn đầy năng lượng. C. Shrilly, một cách the thé, in tai, gây khó chịu. Và D. Hullabaloo, tức là một cái hoạt động, một cái tình huống ồn ào, náo nhiệt. Vậy trái ngược nghĩa với without making any noise, tức là boisterously, ok? Boisterously, phương án B. Một cách ầm ĩ, náo nhiệt các bạn ha. Question 26. Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting. Seth thông báo với chúng tôi về cái việc nghỉ hưu của ông ấy ha. Và ông ta đã làm việc đó khi đến cuộc họp. Đây là kiến thức nào các bạn? Đảo ngữ đúng không? Là ngay khi ông ta đến thì ông ta đã nói với chúng tôi. Vậy ta chọn phương án D. No sooner has Seth arrived at the meeting than we were told about his leaving the company. Những câu khác thì sai nghĩa các bạn nhé. Ta chọn phương án D. Question 27. They were late for the meeting. The snows were heavy. Họ đến muộn buổi họp ha. Tuyết rơi nhiều. Vậy thì ở đây bạn thấy động từ trên đề đang chia thị quá khứ. Nếu mà bạn chia if câu điều kiện thì sẽ là câu điều kiện loại số 3, đúng chưa? Phương án A đây đang là câu điều kiện loại mấy các bạn? À, câu điều kiện loại 2 loại nhá. B. Đây là bạn đưa cái gì? Hát lên đầu, tức là đảo ngữ của câu điều kiện loại số 3. Chúng ta xem xét nghĩa đúng không? Had it not snowed heavily, they would have been late for the meeting. Câu này sai nghĩa đúng không? Tức là nếu không vì tuyết rơi nặng hạt thì họ đã tới muộn cuộc họp. Sai nghĩa. C. But for the heavy snow, they wouldn't have been late for the meeting. Câu này đúng không? À, đây là cái dạng rút gọn ha. But for tức là nếu không vì. Nếu không vì tuyết rơi nhiều, họ đã không đến muộn cho cuộc họp. Vế sau vẫn chia ý 3. Đúng, câu này đúng. D thì sao? If it didn't snow. À, câu này thì là câu điều kiện loại số 2 rồi, đúng không? Loại luôn. Ok các bạn ha. Question 28. Đây là câu hỏi về tìm lỗi sai, đúng không? Mrs. Hoa and her friends from Vietnam plan to attend the festival now. Theo các bạn, câu này sai ở vị trí nào? À, ta có trạng từ chỉ thời gian, đó là now. Và now đó là dấu hiệu của thì, hiện tại, tiếp diễn, đúng không? Mà ở đây động từ plan đang chia thì hiện tại đơn. Vậy thì ta sẽ sửa cái chữ plan thành are planning. Ok, chia động từ thành hiện tại tiếp diễn, are planning. Cô Hoa và bạn bè của cô ấy từ Việt Nam đang lên kế hoạch tham dự một cái lễ hội ngay bây giờ. Ok hả? Question 29. Some manufacturers are not only raising their prices, but also decreasing the production of its product. Ở đây là kiến thức gì các bạn?
Tìm lỗi sai ha. Question 29. Some manufacturers are not only raising their prices, but also decreasing the productivity of its products. Một số nhà sản xuất không những tăng giá thành mà còn giảm năng suất của các sản phẩm. Ở đây là bạn thấy sai ở vị trí nào? Giảm năng suất của các sản phẩm của họ chứ làm sao của nó được. Ở đây cái chữ it này nó đang thay thế cho some manufacturers, mà đây là số nhiều thì ta sẽ phải dùng there, ok? Vậy cô sẽ đổi phương án D, chữ it thành there. Question 30. The whole matter is further complicated by the fact that Amanda and Joe refuse to speak to each other. Toàn bộ vấn đề phức tạp hơn bởi thực tế là Amanda và Joe đã từ chối nói chuyện với nhau. Ok, thế các bạn là sai ở vị trí nào? Trong 3 câu tìm lỗi sai theo đề minh họa của năm nay thì một câu sẽ là thì. Chúng ta đang làm đó là câu 28. Một câu sẽ là về đại từ thay thế là câu 29. Và một câu nữa sẽ là về những cặp từ dễ gây nhầm lẫn, đúng không? Ở đây ta thấy further, đó là so sánh hơn của far, đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta có sự khác nhau. Chúng ta còn một cái sự so sánh hơn của far, nó là further, đúng chưa? Farther là xa hơn, và chúng ta sẽ nói về cái khoảng cách địa lý. Còn further tức là xa hơn, sâu hơn, nhiều hơn, nhưng mà nói về mức độ, tính chất, những cái gì đó trừu tượng. Ở đây chúng ta đang nói về cái sự phức tạp của vấn đề ha, đã trở nên phức tạp hơn thì chúng ta không có dùng chữ farther mà sẽ dùng further, ok? Vậy cô sẽ đổi cái phương án B các bạn ha. Well, thank you for your attention. Cảm ơn các bạn vì tập trung chú ý, cảm ơn các bạn vì tập trung lắng nghe sửa đề. Các bạn đã làm được bao nhiêu câu? Chúng ta hãy cùng chấm điểm. Xem đề này chúng ta có được bao nhiêu điểm này, có cao điểm hơn đề trước hay không, có những sự tiến bộ nào. Còn những câu nào mà chúng ta làm sai thì chúng ta cũng xem lại cả về lý thuyết, cả về bài tập. Ok các bạn ha. Bye for now. Thank you. Bye bye.